Hôm nay thầy sẽ chia sẻ mọi người huyệt nguyên tiếp theo, đó chính là huyệt thái sung. Huyệt thái sung là huyệt nguyên của kinh can. Thì cách xác định như nào? Chúng ta đây chú ý nếp lằn của ngón 2 3 chúng ta đo lên khoảng 2 thốn, chúng ta vuốt lên đây. Thì đây chính là huyệt thái sung. Thì trên này chúng ta lên đây, các bạn chú ý 0,5 đó chính là huyệt hành gian. Nếu trong ngoài đường kinh ở giữa hành gian và thái sung, chúng ta có huyệt đầu thống chuyên chữa về đau đầu do kinh can. Các bạn chú ý nhé, các bạn vuốt cái rơi vào điểm mắc luôn, châm ở giữa khe hướng lên trên, âm thăng dương dáng chúng ta huyệt nguyên chúng ta hay châm bổ.